Lạy Thiên Phụ là cha yêu thương của chúng con ở trên các tầng trời rất cao. Con tạ ơn cha vì thần linh của Ngài ở cùng từng chúng con, sửa soạn tấm lòng của chúng con, sửa soạn tâm trí của chúng con, sửa soạn vị thế của chúng con, để giờ đây chúng con cùng ngồi dưới bề chân của cha và lắng nghe lời Ngài là lời hằng sống, là lời để nuôi dưỡng chúng con cả về thể xác này cũng như tâm linh, và chúng con trông cậy nơi cha. Xin ơn cha ở cùng tất cả chúng con trong buổi học ngày hôm nay. Xin Ngài làm chủ tâm trí của chính con, làm chủ miệng lưỡi của chúng con, và để cho tất cả những gì chúng con nói ra đều có ích, gây dựng đức tin cho anh em mình và cũng như gây dựng cho chính mình. Hết thảy chúng con hiệp nguyện tạ ơn và cầu xin trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Đây, amen ha. Hà ơi, vậy chắc bây giờ cô nhờ Hà đi, Hà đọc dùm cho cả nhóm nhé. Sách Công Vụ đoạn 4 từ câu 1 tới câu 12 nha. Dạ. Công Vụ đoạn 4 câu 1 câu 12 ạ? Đúng rồi, dạ. Dạ vâng. Dạ vâng, thế con xin phép được đọc ạ. Trời, mời Hà. Phê-rơ và Giăng đang nói với dân chúng thì các vị tế lễ. Viên sĩ quan chỉ huy vệ binh đền thờ và các người Sa-đu-xê chợt đến nơi. Họ rất bực mình vì các sứ đồ dạy bảo dân chúng và công bố rằng Đức Giê-xu đã sống lại nên sẽ có sự sống lại cho người chết. Họ bắt Phê-rơ và Giăng, nhưng trời đã tối nên đem tạm giam vào ngục qua đêm. Tuy nhiên, nhiều người đã được nghe lời Chúa thì tin. Số nam môn đệ lên đến 5.000. Hôm sau, các nhà lãnh đạo, các trưởng lão và các giáo sư kinh luật hội họp tại Jerusalem. Có trưởng tế Anna, các ông Caipha, Giăng, A Lịch Sơ và các người khác trong gia đình vị trưởng tế tham dự. Họ cho giải hai sứ đồ đến đứng giữa họ rồi tra vấn: các anh nhờ quyền năng nào và nhân danh ai mà làm vậy, mà làm việc này? Lúc ấy Phê-rơ được đầy dẫy Thánh Linh đáp lời: thưa quý vị lãnh đạo, dân chúng và quý vị trưởng lão, hôm nay chúng tôi bị tra xét về một việc lành và giúp một người tàn tật, và quý vị hỏi nhờ đâu mà người ấy được lành. Xin tất cả quý vị và toàn dân Israel biết cho rằng đó là nhân danh Chúa cứu thế Giêsu người Nazareth. Quý vị đã đóng đinh Ngài trên thập tự giá, nhưng Đức Chúa Trời làm cho Ngài sống lại từ kẻ chết. Nhờ danh Ngài mà người này được lành và đứng trước mặt quý vị. Ngài là tảng đá, quý vị là thợ nề xây nhà kinh rể, nhưng lại trở thành tảng đá đầu góc nhà. Không có sự cứu rỗi trong một ai khác cả, vì dưới trời không có danh nào khác được ban cho loài người để chúng ta phải nhờ danh ấy mà được cứu. Có hơi nhỏ không ạ, cô Hạnh? Cô nghe được. Rồi, dạ. Chào chào mẹ Hằng với bé Tí kìa.
Ừ. Ôi, con gái vậy mà giống ba ghê kìa. Hả? Dạ. Rồi, cô chào cả nhà nhé. Thương quá. Ừ. Rồi, mình cảm ơn Hà đã đọc cho chúng ta trong cái phân đoạn Kinh Thánh này. Thì chúng ta biết rằng công vụ đoạn 4 là trực tiếp nối với lại tiếp tục cái phân đoạn 3 của công vụ. Mình nhắc lại một chút để mà rồi chúng ta theo cái mạch đó để chúng ta cùng đi nha. Rồi rất là tốt, là tạ ơn Chúa là con gái cũng đang ngồi đây với ba Hà nè, rồi nghe lời của Chúa. Các con sẽ được chúc phước, và cả gia đình cũng sẽ được chúc phước. Cô rất là mừng gặp được mọi người nha. Ok, thì chúng ta biết rằng đoạn 3 bắt đầu việc Phêrô và Giăng lên đền thờ, rồi gặp một người bà, rồi ông nhân danh Chúa Giêsu để chữa lành cho cái người bà đó. Và sau đó thì mọi người rất là kinh ngạc trước cái phép lạ này và tụ tập lại với nhau. Thì Phêrô giảng cái bài giảng, đây là cái bài giảng thứ hai phải không? Tại vì chúng ta biết cái bài giảng đầu tiên là ông giảng là trong công vụ chương 2, và cái bài giảng đó là kết thúc là có 3.000 người vào với hội thánh đầu tiên. Thì lúc này khi mà Phêrô và Giăng vẫn còn đang nói nghe các anh chị em, tức là ông cũng chưa chưa kết thúc cái phần giảng phải không? Thì có chuyện xảy ra, và chúng ta biết rằng đó là dĩ nhiên nếu mà chúng ta không có làm cái gì đó thì ít khi nào mà chúng ta gặp những cái chuyện phản đối phải không? Nhưng mà đây đó là chúng ta khi mà mình học á, thì mình nhìn lại cái bối cảnh thì chúng ta biết rằng trong lúc này hội thánh thực sự ra đó, hội thánh đầu tiên cũng cũng chưa được thành lập, mà sao là cũng không có ai là lãnh đạo nè. Mình thấy cái bây giờ mình thấy cái phe bên ta đi, thì giờ mình cho là các sứ đồ là phe bên mình đi, thì mình thấy của các sứ đồ này cũng chỉ là những người mà giống như là bộc phát lên rồi nói rồi này kia rồi giảng, nhưng mà hội thánh chưa có một cái tổ chức nào hết, chưa có người lãnh đạo, chưa có quỹ, chưa có một cái building, chưa có một cái gì gọi là để gọi là danh chính ngôn thuận, hay là ra mà để mà giới thiệu với mọi người. Nhưng mà tuy nhiên cái điều đó cũng không có stop, cũng không làm các môn đồ của Chúa chùn bước phải không? Nhưng mà các ông cứ lợi dụng bất cứ cái cơ hội nào mà Chúa mở đường, những cái phép lạ nào Chúa cho phép xảy ra, thì các ông nắm cái cơ hội đó để các ông nói về về Chúa, tiếp tục nói về Chúa Giêsu. Nhưng ở đây rồi chúng ta sẽ thấy nè, bên kia nha là ai? Là các vị tế lễ, là viên sĩ quan chỉ huy và các người Sadducee, tức là những cái thế lực đã cai trị dân Judah suốt cả bao coi như là cả ngàn năm, hay là cả đối với người Sadducee là cả trăm năm rồi. Thành ra đó chúng ta thấy ở đây chúng ta thấy là ai? Tế lễ tức là những người tượng trưng cho những người đại diện tâm linh đúng không? Sĩ quan là ai? Là tượng trưng cho quyền lực phải không? Cái power, cái authority để mà kiểm soát gọi là và cai trị dân chúng. Rồi những người Sadducee thì đây là những cái người mà gọi là cái người học giả, họ theo một cái thuyết mà không có tin,
rằng người chết có cơ hội sống lại. Thành ra chúng ta thấy coi như là hai cái thế lực nó hoàn toàn đối nghịch nhau, phải không? Một bên thì không có một tấc sắt trong tay, cũng chẳng có ai, kia là cũng không có quyền, không có một cái gì hết. Mà một bên thì là có tất cả. Nhưng mà cái bên có tất cả đó thì đang đến để bắt bớ các sứ đồ của Chúa. Thì chúng ta thấy sao? Là họ rất bực mình. Trong tiếng Anh và giống như Hà nói là có nhiều cái bản dịch khác nhau đó, thì dùng những cái chữ khác nhau, tuy nhiên đó nó cũng nói lên đó một cái ý chung là họ như là giận dữ, họ không có đồng ý. Là và chúng ta sẽ thấy rằng những cái tiếp theo, cái hành động tiếp sau đó của họ, mà họ tức mình vì cái chuyện gì? Vì các sứ đồ dạy bảo dân chúng và công bố rằng Đức Giêsu đã sống lại, nên sẽ có sự sống lại cho người chết. Thì khi mà các sứ đồ công bố cái điều đó là hoàn toàn nghịch lại, phải không? Hoàn toàn ngược lại với những cái gì mà những người Sadduce này đang rao giảng bao nhiêu lâu nay. Thành ra là họ càng giận dữ vì cái điều đó. Rồi thành ra họ giận dữ thì bây giờ họ làm gì bây giờ? Thì là cái câu số 3 cho chúng ta thấy là cái hành động của họ. Họ bắt Phêrô và Giăng, nhưng trời đã tối nên đem tạm giam vào ngục qua đêm. Thành ra chúng ta biết, chúng ta thấy ở đây họ dùng cái quyền lực của họ, phải không, để mà họ bắt người. Mà thiệt ra đó, nếu mà chúng ta nói là ngày hôm nay mà bắt người như vậy đó là mai mốt là sẽ có luật sư, phải không, luật sư là bây giờ sẽ ra là nói tại sao bắt người vô cớ, tôi đâu có làm cái gì đâu mà lại bắt tôi ra ra là như vậy. Ở Mỹ thì một sự nói ở Mỹ thì cái giá, nhưng mà ở Việt Nam á là khỏi nói lâu thôi gì á, Ale về boss, phải không? Việt Nam là thành Nam cho chúng ta thấy ở đây, ở trong tiếng Anh đó các anh chị em, thì là nói là họ tra tay họ vào các môn đồ, để mà dĩ nhiên là họ phải tra tay vào thì họ mới trói rồi mới đẩy, mới bắt các ông được, đúng không? Thì bởi vậy chúng ta nhớ lại, nếu mà chúng ta nhìn lại ở trong chương 2 đó, thì là chúng ta thấy cũng cái tay này á, mà nó sinh ra nhiều chuyện nè. Là sao? Phêrô giơ tay đụng vào người què và đỡ anh đứng dậy, phải không? Thì cái tay của Phêrô bây giờ đã giúp cái người đó được đứng dậy, và cái người đó thì lại nắm tay, sau đó lại nắm tay các sứ đồ, thì là bây giờ họ trói cái tay đó lại, phải không? Giống như là giống như là sao? Giống như là họ muốn ngăn cấm để ai cũng phải sợ. Ai bây giờ nếu mà như vậy, nếu mà các sứ đồ run sợ mà sau đó lại không có dám làm nữa, thì là cái hành động của họ chắc chắn là sao? Là sẽ có kết quả, tại vì họ làm cho mọi người sợ, phải không các anh chị em? Và các anh chị em cũng nhớ rằng đây cũng là nhóm người đã kết án và giết Chúa Giêsu. Chính các sứ đồ cũng nhìn thấy những chuyện này, phải không? Họ đã bắt Chúa Giêsu, họ giải đi và họ đóng đinh. Thì bây giờ chúng ta nghĩ rằng các sứ đồ sẽ nghĩ như thế nào khi mà bị bắt như vậy? Chắc là nếu mà là mình đó, chắc mình cũng gọi là mình nghĩ lại rồi này kia, chắc mình cũng sợ. Ủa, bây giờ họ đã bắt thầy mình, họ đã dám đóng đinh thầy mình rồi này kia, thì mình là ai mà họ sợ, mà họ không dám làm gì, phải không? Mà giờ chúng ta để ý một cái nữa đó các anh chị em, là vì trời đã tối,
chương chương ba đó chúng ta đọc đó, chúng ta biết là các sứ đồ lên đền thờ là lúc 3 giờ chiều, đúng không? Mà bây giờ trời trời đã tối đó, thành ra chúng ta biết rằng những cái sự việc xảy ra rồi, những cái lời giảng của sứ đồ, các sứ đồ. Dạ, chào thầy An, mời thầy An. Dạ, mời thầy An cùng vô để học, cùng để góp ý. Dạ, mời thầy. Dạ, 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 cũng ở trong kia đó phải sắp xếp, thành ra là cứ nghe thôi một giờ thầy An. Dạ, còn đây có các anh chị em bên Việt Nam giống giống như kỳ trước của mình học đó thầy An. Dạ, thành ra chúng ta để ý rằng những cái đoạn mà Kinh Thánh chép lại ở trong đoạn 3 đó, giống như mình nghĩ đó, đó là tóm lại thôi những cái chuyện xảy ra, hay là cái bài giảng của Phêrô đó, thì nó cũng sẽ phải dài hơn, phải không? Thì tại vì coi như là tối đó, tức là từ 3 giờ và tới tối thì là chắc cũng phải là 6-7 giờ tối rồi, thì là 4-5 tiếng là những cái chuyện này xảy ra. Nó không thể nào mà gọi là chỉ có ngắn gọn cái bài giảng của Phêrô như vậy được. Tuy nhiên vì cái mục đích giống như là để cho mọi người đều học, cho để người đời sau là chúng ta học và chúng ta hiểu được, thành ra những cái ý chính là được ghi lại ở đây, phải không? Dạ, vâng, mình học Phêrô, dạ, mình học công vụ đoạn 4. Bây giờ mình học tới câu 3 đó thầy. Dạ. Đó, thành ra khi mà họ bắt Phêrô và Giăng, có nghĩa là họ làm gì? Họ đóng cái cửa giảng đạo và họ không có muốn những cái lời của các sứ đồ này truyền đến cho mọi người, hay là làm ảnh hưởng mọi người, hay là làm phát triển cái đạo của Chúa, phải không? Thành ra họ bắt những người lãnh đạo. Thì câu số 4, chúng ta thấy chữ tuy nhiên, thì một khi mà một cái câu bắt đầu bằng cái chữ tuy nhiên thì chúng ta biết rằng những cái chuyện xảy ra đó nó sẽ là ngược lại với ý đồ của họ. Là tuy nhiên là sao? Tuy nhiên nhiều người đã nghe lời Chúa thì tin. Phải không ạ? Thì đó, thành ra bây giờ đó trong cái ngay cả xã hội của chúng ta đang sống cũng vậy. Và mình biết ở bên Việt Nam thì những cái lời, những cái sự truyền giảng này kia nó cũng chỉ giới hạn ở trong nhà thờ mà thôi, chứ đâu có được giống như ở đây thầy An ha. Đi ra ngoài mà mở picnic rồi ca hát, ca ngợi Chúa rồi nói về Chúa rồi này kia, giống như ở đây không có làm được những cái chuyện đó. Thành ra chúng ta thấy rằng nhưng mà những người mà tất cả những cái mưu đồ của con người không làm thay đổi được ý định của Chúa, và không thể ngăn cản được sự phát triển của đạo Chúa khi mà Thánh Linh đang đầy dẫy trên người giảng và người nghe. Phải không ạ? Thành ra chúng ta thấy sao? Tuy nhiên, nhiều người đã được nghe lời Chúa thì tin. Và kết quả là sao? Là số nam môn đệ lên đến 5.000. Chương 2 của công vụ kết thúc thì chúng ta thấy là ghi là con số là 3.000, đúng không? Rồi bây giờ qua tới chương 4 thì chúng ta thấy là lên đến 5.000. Và đây cũng chỉ là một cái thời gian tương đối là rất ngắn sau khi mà Chúa Giêsu thăng thiên thôi, thì khoảng chừng trong vòng 50 ngày, 60 ngày, khoảng chừng 2 tháng thôi. Dạ, yeah, ok. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng bây giờ mỗi người trong chúng ta thử ngẫm nghĩ coi, là có khi nào mình rao giảng lời Chúa mà mình bị bắt bớ chưa? Và bắt bớ ở cái hình thức nào? Có ai trong chúng ta muốn chia sẻ không? Đây thì nó cũng trực tiếp với lại những cái mà chúng ta đang học ở đây. Yeah. Không biết mục sư có ý gì không ạ? À?
Thật ra không biết dùng cái chữ bắt bớ có nhiều mức độ như thế này. Dạ. Nhưng mà mấy lần là mình về Việt Nam á, là hình ra nói chuyện. Dạ, bây giờ mấy người ở Việt Nam, những hội thánh Xi Mây, không biết Tài An kỳ này về có gặp không? Là những hội thánh tư gia đó, họ còn mở cửa cho mình giảng nếu mà mình có quen. Yeah. Nhưng hội thánh CMA họ có một cái đế chế riêng của họ, mà họ làm việc với chính quyền cũng chặt chẽ lắm, cho nên là họ không cho, họ không cho mục sư được giảng. Cho nên là có nhiều ông mục sư tới gặp mình, nói mục sư, ôi em muốn mục sư giảng lắm, nhưng mà mục sư thông cảm cho em nha. Hay là ra Quảng Ngãi có ông cùng mục sư nói, mục sư Trường, tôi rất là muốn mục sư giảng luôn, nhưng mà mục sư thông cảm cho tôi. Không phải vì chính quyền, mà từ giáo hội. Dạ. Yeah. Từ giáo hội không cho mình giảng, chúng mình là từ chính quyền, tại vì mình không có cùng cái phe của họ, không phải là cùng phe, nhưng mình ở trong Chúa hết, phải không? Dạ. Chỉ là không cùng giáo phái thôi, thì họ không để cho mình giảng. Dạ. Tôi về Việt Nam thì tôi cũng đi nhiều. Dạ. Dạ. Thầy An nói to chút cho các bạn. Tôi cũng về Việt Nam thì tôi cũng đi truyền giáo cũng nhiều điểm. Dạ. Thì tôi không xin phép, tuy nhiên tôi cũng bị cảnh cáo, chưa bị bắt, nhưng bị cảnh cáo là họ nói tới cái hội thánh địa phương đó, nhất là hội thánh Cà Mau đó, là nó không có cho người nước ngoài giảng. Không có cho người nước ngoài. Vâng. Tuy nhiên là còn giảng như Führer đó, thì ở Việt Nam thì cũng có, lâu lâu mới tổ chức một lần các hội phái, họ liên kết với nhau, liên hiệp nhau và xin phép chính quyền, họ tổ chức trong một cái công viên hay là một cái địa thế nào đó, cũng có hàng trăm người tin Chúa, chứ không phải là có, nhưng mà ít, hiếm lắm, nhưng mà nó xin phép đàng hoàng, chứ không phải như dạ, thời điểm dạ là chưa được phép. Cái này là ngẫu hứng, đặc biệt là làm sao mà cho được thời kỳ của đế quốc La Mã, người Do Thái giáo làm sao mà cho được, thành ra buộc lòng là họ phải làm theo cái sự mà dẫn dắt của thánh linh thôi. Dạ, dạ, amen. Cảm ơn sự đóng góp của mục sư cũng như thầy An. Dạ, các anh chị em tin mình đi, thế nào các anh chị em cũng sẽ gặp sự bắt bớ, mà từ đâu? Từ không phải là từ người ngoài, ở đây là từ chính quyền, phải không? Hay là từ đúng rồi, cũng là từ những người hướng dẫn tâm linh nè, những người thầy tế lễ nè, phải không? Là những người lãnh đạo tôn giáo nè, nhưng mà có thể ngay từ trong gia đình của mình, có thể là hàng xóm của mình, có thể là họ hàng của mình, các anh chị em, nó sẽ xảy ra. Mình dám bảo đảm điều đó, tại vì những cái điều chúng ta giảng đó, nó hoàn toàn ngược lại với những cái gì mà mọi người có thể là từ trước đến nay tin là như vậy, hay là nhiều khi gọi là cố giữ theo cái gì mà mình tin, mà không gọi là có thể như giống như Kinh Thánh nói đó, nhiều khi là bịt tai đó, không nghe đó, thì chắc chắn chúng ta hay làm sao nữa, chính mình đó các anh chị em, từ trong trường học của mình, từ trong nơi làm của mình, everywhere các anh chị em, tất cả mọi nơi, chứ không phải chỉ là đơn giản đâu nha. Tuy nhiên thì chúng ta biết rằng mỗi khi có cơ hội thì chúng ta cứ việc nắm lấy nó, và theo cái sự thôi thúc của Thánh Linh thì chúng ta phải nói những cái gì mà chúng ta cần nói, còn mọi chuyện sau đó thì chúng ta cứ để Chúa sắp đặt, và chúng ta biết rằng Chúa làm chủ hết. Thành ra dù là có cái sự khó khăn gì xảy ra thì là, hay là cái sự bắt bớ nào đi nữa, thì đạo Chúa cũng vẫn được mở rộng khi chúng ta chịu nói. Vì chúng ta chịu nói thì người khác mới nghe được, phải không? Nếu chúng ta không nói, nếu ông Phêrô và Giăng không nói thì làm sao bây giờ có 5.000 người tin Chúa? Mình dừng ở đây một chút nữa để mình suy nghĩ, mình nói thêm là các anh chị em. Bây giờ đó ở đây á, người ta cứ hay nói là người Do Thái, là những người theo đạo Do Thái và không tin Chúa Giêsu. Nhưng mà thực ra đâu phải hoàn toàn như vậy, tại vì ngay cả những cái đây những cái gọi là cái hội thánh đầu tiên
làng Hội Thánh thành lập ngay tại Jerusalem cũng biết bao nhiêu người tin Chúa, và quan trọng nhất là tin nơi sự sống lại của Chúa, tin nơi sự cứu rỗi của Chúa. Thành ra nếu mà chúng ta cứ nghe nói bây giờ đó, thì là đôi khi chúng ta nói có vẻ giống như là gì theo Việt Nam đó là quơ đũa cả nắm, là chúng ta cứ nói vậy, nhưng mà thiệt ra không phải, phải không? Giờ chúng ta suy nghĩ thì chúng ta sẽ thấy là được là như vậy, phải không các anh chị em? Dạ. Yeah. Tại Do Thái thì nó cũng có nhà thờ của Cơ Đốc giáo. Dạ có. Dạ. Do Thái Quốc giáo hoặc là Do Thái giáo, cho nên là số thì Do Thái giáo. Dạ vâng, thì đó. Nhưng mà chúng ta thấy ngay cái hội thánh ban đầu này là cũng rất là đã có rất là đông người là có cái niềm tin nơi Chúa, phải không ạ? Rồi, giờ chúng ta qua câu 5 nha. Là hôm sau, các nhà lãnh đạo, các trưởng lão và các chuyên gia kinh luật hội họp tại Jerusalem. Đó, thì họ bắt các sứ đồ và bỏ ở trong ngục qua một đêm. Thì sáng hôm sau họ tức tốc họ tập hợp lại tất cả những cái gọi là những cái gọi là gì, những cái quan lớn, tai to mặt lớn của những cái quyền thế, rồi những cái chức sắc của tôn giáo và cả của chính quyền thời đó, để làm gì, làm sao. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi tiếp thì chúng ta thấy trong cái nhóm này có ai là bây giờ ở đây đó, là ở trên đó, thì là nói chung chung phải không, tế lễ, sĩ quan, chỉ huy và người Sa-đu-xê. Nhưng mà ở dưới đoàn 6 này chúng ta thấy có kẻ tên nè, phải không, kẻ tên một số người nè, là ai, là ông trưởng tế Anna, chúng ta nghe quen quen không, phải không, là trong có trong cái lúc mà bắt bớ Chúa Giê-xu, rồi các ông Cai-pha, Giăng ở đây đó, theo cái ghi chú đó, thì là con của Anna, chứ không phải là sứ đồ Giăng, phải không? Chúng ta biết sứ đồ Giăng thì đã bị bắt ở trong tù rồi, cùng với Phi-rơ rồi, rồi Alexan và các người khác trong gia đình vị trưởng tế tham dự. Có một diễn giả kinh thánh đó, là đếm lại đó, thì tất cả là có tới 11 vừa nhóm vừa người riêng làm và tham dự cái việc bắt bớ các bắt và xử các sứ đồ này nha. Rồi thì bây giờ là họ cho giải hai sứ đồ đến đứng giữa họ rồi tra vấn: các anh nhờ quyền năng nào và nhân danh ai làm việc này? Chúng ta có thấy là cái câu đó như họ cũng hỏi Chúa Giê-xu, phải không các anh chị em? Phải không? Sao chúng ta mở Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 23 thì chúng ta sẽ thấy nè. Giờ thầy An, dạ, Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 23 đó thầy An. Họ hỏi cùng một cái câu thôi các anh chị em, và chúng ta sẽ thấy là lý do mà họ hỏi vậy. Ừ, dạ. Dạ. Đức Chúa Giê-xu vào đền thờ rồi, đương giảng đạo, có các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đến mà hỏi rằng: bởi quyền phép nào mà thầy làm những sự này, và ai đã cho thầy quyền phép ấy? Dạ, phải không? Quyền phép nào, nhân danh ai mà làm chuyện này? Phải không? Đó, thì chúng ta thấy rằng có phải đó các anh chị em, là khi mà mình đọc những cái đoạn này đó, thì mình luôn luôn đó là mình có những cái tư tưởng đó, thì mình thấy đó họ luôn luôn sợ cái danh, và cũng vì cái danh mà họ ganh ghét lẫn nhau và họ giết Chúa. Đôi khi đó chúng ta nghĩ coi cái danh là gì, mà thực sự có những lúc mình suy nghĩ, mình nói những người 70-80 tuổi rồi
mà cũng vẫn còn ráng giữ ở trên ngôi vị, không có chịu xuống. Là gì? Là cái power, cái danh, phải không ạ? Đấy thì giờ theo đó, đó là cái danh, đó là mày tham cái danh đầu kia, và danh là quyền đó. Và thành ra ở đây cũng vậy, họ rất là muốn bảo vệ cái danh của họ. Thành ra đó họ mới nói là các ông là ai mà nhân danh cái chuyện gì, ai cho phép các ông lại làm những cái chuyện này. Và hôm thành ra chúng ta thấy những cái gọi là những cái tranh đấu cả bây giờ cũng vậy, những cái thế lực giữa danh của Chúa Giêsu thì ma quỷ luôn luôn muốn đánh phá cái danh đó các anh chị em, bằng mọi cách, phải không? Tại vì nếu mà không còn danh của Chúa Giêsu nữa đó thì nhân loại vô vọng, không có ai có cái con đường cứu rỗi nào khác. Mà lát nữa là cái câu cuối cùng chúng ta sẽ học. Rồi, giờ mình đi tiếp một chút nha. Dạ, yeah, mời thầy. Dạ. Yeah. Dạ. Dạ, chính xác đó thầy. Dạ, đúng rồi. Mất ảnh hưởng thì là họ nói không ai nghe, rồi nếu và rồi không ai đóng thuế, rồi không ai dâng tiền thì họ lấy đâu ra để mà họ thu ra tóm, phải không ạ? Thành ra thành ra họ rất là sợ cái mất cái danh, và họ sợ một cái danh nào khác sẽ thay thế cái danh của họ. Các những người chính quyền bây giờ cũng vậy thôi các anh chị em, nếu mà nói về chính trị cũng vậy, hay là ngay cả tôn giáo cũng vậy, như là một sư hay nói thì các vị trưởng tế, các vị lãnh đạo tôn giáo bây giờ cũng là vì cái danh đó mà có thể gọi là làm rất là nhiều chuyện sai quấy luôn, mình phải nói là vậy. Mà thôi giờ chúng ta thấy nha, khi mà họ hỏi Chúa Giêsu như vậy đó thì là họ hỏi các sứ đồ như vậy thì là sao? Lúc ấy Phêrô được đầy dẫy Thánh Linh đáp lời ha, thì chúng ta thấy rằng Phêrô luôn là cái con người có thể là dĩ nhiên là ông đã thay đổi rất là nhiều từ cái khi mà chối Chúa đến cái khi mà xưng danh Chúa như ngày hôm nay, nhưng mà giống như là ông luôn luôn là cái người đứng ra và nói, phải không? Và thì ông mới nói sao? Thưa quý vị lãnh đạo nhân dân, phải không? Đây là những người lãnh đạo thời bây giờ. Rồi quý vị trưởng lão là những người chức tước trong tôn giáo. Và ông nói một cái câu là gì? Ông nói rất là chính xác mà rất là hay, là để đánh động. Tại vì khi mà hỏi như vậy đó là biết bao nhiêu người đang chờ để nghe ông trả lời, phải không các anh chị em? Thành ra ông nói sao? Ủa, hôm nay chúng tôi bị tra xét về một việc lành, là giúp một người tàn tật ha. Bởi vậy nhiều khi chúng ta thấy đúng là nhiều khi làm việc lành mà cũng bị bắt bớ, cũng bị tra xét, chứ không phải là chỉ là những người làm việc không đúng, làm việc bất hợp pháp, nhưng mà đây là cái việc lành. Thành ra chúng ta đừng có ngạc nhiên khi mà chính mình có lúc làm việc lành mà chúng ta cũng bị bắt bớ, chúng ta cũng bị tra xét, phải không? Là ok. Và quý vị hỏi nhờ đâu mà người ấy được lành? Câu số 10, xin tất cả quý vị và toàn dân Israel biết cho rằng đó là nhân danh Chúa cứu thế Giêsu người Nazareth. Ở đây đó, ông nói đầy đủ cái danh vị của Chúa, phải không? Cái nguồn gốc của Chúa và cái danh vị của Chúa. Thì chúng ta thấy sao? Giống như hôm trước mình có chia sẻ với các anh chị em,
Phê-rơ là người đầu tiên mà xưng nhận Chúa là Chúa cứu thế, phải không? Các ngươi nói ta là ai, phải không? Có lần Chúa Giê-xu nói, thì Phê-rơ nói là vâng, Chúa là Chúa cứu thế, là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Thì và chính Chúa Giê-xu cũng phải công nhận là không phải bởi cái xác thịt mà hay cái sự khôn ngoan của Phê-rơ mà Phê-rơ nói được điều đó, nhưng cái đó là đến từ từ Thánh Linh của Chúa Trời. Và chúng ta cũng biết rằng đó là ông lại nhấn mạnh cái chữ người Nazareth là tại sao, cũng giống như hôm trước mình cũng có dịp trình bày với các anh chị em đó, là cái người Nazareth này á, là cái người bị khinh dễ, là cái người mà mọi người khác đầy thành kiến. Chúng ta nhớ không, có nhiều người nói có sự gì tốt mà ra từ Nazareth được sao, cái xứ đó nó không có ai mà làm được chuyện gì hết đó ơi. Đó, thành ra đó là bởi vậy nó lại nói ngược lại, là để cho tất cả những người mà đã từng có những cái ý nghĩ hay là những cái lời mà giống như là coi rẻ thì là phân biệt thì phải đồng lòng. Đó, cái người Nazareth đó là cái người cứu thế đó. Và ông nói nè, ông nói rất là rõ luôn nha, trước mặt những cái người đó là chính những người đã đóng đinh Chúa. Quý vị đã đóng đinh Ngài trên thập tự giá, nhưng Đức Chúa Trời làm cho Ngài sống lại từ kẻ chết. Nhờ danh Ngài mà người này được lành và đứng trước mặt quý vị. Thành ra chúng ta để ý cái cách của Phaolô, của Phêrô nói ở đây là mọi vinh hiển quy về Chúa, nhờ danh của Chúa và nhờ cái ơn cứu rỗi của Ngài đã chữa lành cho cái người này. Không phải là tôi, không phải là Phêrô này mà làm được điều đó, nhưng ông quy hết tất cả mọi vinh hiển về cho Chúa, phải không? Rồi ông trích một cái câu cũng giống như là y như là Chúa Giê-xu đã trích cũng là Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 42, là Ngài là tảng đá đã bị quý vị là những thợ nề xây nhà khinh dễ, nhưng lại trở thành tảng đá đầu góc nhà. Ha, thì chúng ta biết rằng khi mà Chúa Giê-xu trích cái câu này thì là các môn đồ đang ở đó, và chính bây giờ Phê-rơ đã nghe từ Chúa, đã nghiệm thấy cái điều đó, và ông trích lại chính xác cái lời mà chính Chúa Giê-xu cũng trích. Bây giờ mình đi tới cái câu 12 là cái câu tâm điểm của mọi tâm điểm và tất cả gọi là đỉnh điểm của tin lành, tức là đỉnh điểm của gọi là cơ đốc nhân, và là cái điều mà khác biệt, làm chúng ta khác biệt tất cả mọi người khác và làm cho người ta rất là khó chịu khi mà người ta nghe. Đó là cái câu 12. Dạ, thầy An, nhờ thầy đọc dùm câu 12. Dạ. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Dạ, phải không thầy An? Cái câu này là cái câu mà nhiều người không có chịu được đó, phải không? Tại vì sao? Tại vì giữa cái thế giới mà rất là nhiều gọi là những cái gọi là đạo, đủ thứ đạo này, đạo khổng cũng nói đạo khổng hay, đạo Phật cũng nói đạo Phật hay, rồi đạo Việt Nam thì còn gọi là bà La Môn, rồi đủ các thứ đạo khác, Cao Đài, Hào Hải, phải không? 100 thứ đạo, đạo nào cũng nói tất cả đạo đều giống nhau, tất cả đạo đều hay. No, các anh chị em, mình phải dứt khoát cái điểm đó. Và chúng ta cần phải nhớ một điều á, rằng á, chúng ta có thể bằng tình yêu thương
coi như là cho người thì người đói ăn, mặc cho người trần truồng, chữa lành cho kẻ bệnh. Nhưng nếu chúng ta không nói về danh của Chúa Giêsu là danh duy nhất, thì chúng ta cũng chưa làm tròn cái phần việc của mình. Vì sao? Vì thực ra đó, những cái chuyện đó là những cái chuyện chỉ về thể xác đời này. Thể xác đời này có thể sống được một lúc, rồi cũng chết. Nhưng mà rồi sẽ đi về đâu? Chuyện gì sẽ xảy ra? Thì nếu mà chúng ta không đưa họ tới một cái đỉnh điểm cuối cùng là chỉ có một danh Giêsu để mọi người được cứu, thì chúng ta cũng chưa làm hết cái phần việc của mình và họ chưa được nghe hết tất cả về tin lành. Chúng ta có thể nói là là Chúa Giêsu là tình yêu, Chúa Giêsu ban sự bình an, Chúa Giêsu chữa lành, vậy thôi. Nhưng chúng ta phải nói rằng cái quyền mà cái gọi là quan trọng nhất, cái đỉnh điểm của mọi thứ đó là cái sự cứu rỗi của Chúa Giêsu và sự sống lại cho những ai tin Ngài. Mình muốn dừng ở đây chút nha, để mình đưa ra những cái câu hỏi này. Có thể là các anh chị em cũng đã nghĩ đến hay gì. Sẽ có một số người hỏi, ủa rồi những em bé đó, đứa bé nó mới sinh ra nó chết, nó nhỏ xíu rồi nó chết, nó chưa biết danh Chúa, nó có được cứu không? Rồi hay là những người của tổ tiên của mình lúc đó đạo chưa qua, thì họ có được cứu không? Họ chưa biết danh Chúa Giêsu mà. Thì mọi người nghĩ sao? Chúng ta cần phải có những cái câu hỏi, tại vì chúng ta sẽ phải đối diện với những cái đó. Dạ. Câu hỏi của con là câu hỏi lớn không? Dạ. đúng là câu hỏi. Dạ được thôi anh. Mỗi người mình định. Dạ. Không biết bên anh chị em mình bên đó có ý gì không? Hay là dạ. Ở đây đó cô Hành xin lỗi, nhưng mà cô Hành phải nói là có rất là nhiều bạn đó là gọi như là cũng là ở trong gia đình cơ đốc, với là truyền thống từ ông bà này kia, ông bà cố rồi này kia. Các bạn có bao giờ nghe những câu hỏi đó không? Phải không? Có không các bạn? Hay là những người giống như là tương đối cũng là những người gọi là con cái Chúa, cũng mới biết Chúa đây. Các bạn có nghe những cái câu hỏi, có người ta có thắc mắc đó không? Dạ, mời thầy ha. Trong sách Roma chúng ta biết rằng là Đức Chúa Trời người xét đoán không phải là chỉ bên ngoài không, người xét đoán cả trong chúng ta, và trong cái tâm linh, cái thương, cái lương tâm của chúng ta nữa. Thì cái tuổi trẻ thứ nhất là nó vô tư, hồn hết là Chúa tha hết, Chúa không bắt tội. Nhưng mà Chúa xét cái lương tâm họ là những đứa này là nó thật sự nó vô tư hay là không. Còn có những đứa nó dưới 18 tuổi nhưng mà nó vẫn làm những công việc tội ác như người lớn, thì đó là Chúa trời xét đó họ. Còn phần đông thì con nít nó vô tư, Chúa xét trong lương tâm đó, Chúa tha hết đó. Chúa tha cái tha là tha cho tội tổ tâm truyền đó. Còn cái đó con nít nó đâu có biết làm cái gì đâu mà phạm tội, biết con nít mới sanh nữa. Nhưng mà giờ cái quan trọng là nó được cứu không? Được chứ, đã Chúa xét trong lương tâm nó là vô tư, là Chúa nó được cứu chứ. Tính chứ không, nó đâu phạm tội gì đâu. Đó là Chúa tha cái tội mà tổ tâm truyền của họ. Là, bởi vì Chúa xét trong lương tâm, cái đó là Chúa biết. Còn đứa nào học mà theo tôi nghĩ là hầu hết các đứa trẻ mà vô tư, lương tâm vô tư được Chúa tha hết. Bởi vì Chúa đã xét đoán cả trong cái con người bên trong của chúng ta nữa, trong cái lương tâm của chúng ta nữa. Còn những người trước thời Chúa Giêsu vậy đó, họ được xưng công bình bởi hộ tin Đức Giê-hô-va. Mà Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời là Đức Trời ban. Tin Đức Giê-hô-va cũng có nghĩa là tin Chúa Giêsu. Họ nhưng mà họ chưa có cái sự sống đời đời. Họ chỉ được xưng công bình thôi nhờ họ ở trong cái
cái lòng ấp cái paradis ở âm phủ đó, thì Chúa Giêsu đến công bố cái điều đắc thắng và Chúa đã giải quyết những người đó và họ cũng đã tin Chúa Giêsu. Khi mà Chúa Giêsu đã đến xuống âm phủ, khi Ngài chết 3 ngày, Ngài xuống âm phủ thì Ngài công bố sự đắc thắng đó, thì những người đó họ tin nhận Chúa Giêsu và Chúa Giêsu họ đem thì cái tầng trời thứ ba, tức là cái paradis được mua lên trên tầng trời thứ ba đó, thì cái âm phủ bây giờ không còn cái paradis của lòng Abraham nữa mà chỉ có nơi quả ngục mà thôi. Dạ rồi, cảm ơn sự đóng góp của thầy An. Thì chúng ta thực ra đó, mỗi người chúng ta nhìn cái chuyện này giống như một sư nói, cái chuyện này rất là lớn, có thể nói hàng giờ cũng chưa hết, phải không? Thành ra là chúng ta trong cái phạm vi này chúng ta nói được bao nhiêu thì chúng ta biết tới bao nhiêu đó, rồi chúng ta chắc chắn sẽ có cơ hội lặp lại nha. Dạ, vì giờ chắc xin mời mục sư có ý kiến. Dạ. Thật ra thì thầy An cũng đã nói, chúng ta ai cũng có cái phần gọi là nguyên tội và ai cũng có cái phần gọi là kỷ tội. Nguyên tội là tội mà từ tổ phụ mình ông Adam và Eva truyền xuống, tất cả ai cũng có tội. Còn cái kỷ tội là cái tội mà mình tạo ra. Mình tin là Chúa Giêsu chết trên thập tự giá cho tội lỗi của chúng ta trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai cho những người bằng lòng tin. Đó, thì chúng ta phải giao phó cái niềm tin của mình nơi Chúa, đón nhận cái sự tha thứ về cái tội lỗi đó. Bây giờ mình lập luận như vậy, bây giờ cái đứa bé mà nó qua đời, nó đã là con người thì nó phải có nguyên tội. Tức là nó có nguyên tội nhưng mà nó chưa có khả năng để làm kỷ tội, tức là nó chưa có tạo nên cái tội riêng của nó. Nếu mà mình có tội riêng thì mình cần phải ăn năn để tiếp nhận Chúa để được cái sự tha thứ đó. Còn nếu như mà nó không có khả năng để làm, nó chưa có làm gì nên tội, nói là cái tội riêng thì tôi nghĩ thôi, nếu mà nói là biết chắc thì không dám nói chắc, nhưng mà tôi nghĩ là Chúa thương xót. Dạ, thì luôn luôn rằng chúng ta tin đó là cái sự đoán của Chúa luôn luôn là công bình, phải không ạ? Tại vì Chúa là đấng công bình thì chắc chắn mọi sự sẽ Chúa sẽ xử theo cái sự công bình của Chúa, và cũng giống như thầy An nói là Chúa biết từ trong tấm lòng của mỗi chúng ta. Có một cái điều này là các anh chị em mình muốn đưa ra đây để mà chúng ta ghi nhận nha, rồi chúng ta sẽ có thể có thời gian chúng ta tiếp tục thảo luận về cái đề tài lớn này, vì cái đây là cái điều mà rất là nhiều anh chúng ta mở ở trong Roma đoạn 2 câu 12. Tại vì chúng ta đều biết rằng tội là gì? Kinh thánh định nghĩa tội là gì? Chúa Giêsu đến để cứu chúng ta khỏi tội lỗi, phải không? Thì bây giờ chúng ta phải hiểu tội là gì. Thì Kinh Thánh cũng định nghĩa luôn, tội là cái sự gọi là làm trái ngược lại với luật pháp, phải không ạ? Đó thì là transgression of the law, là trái ngược lại với luật pháp. Thì giờ mình muốn đọc, mình muốn nhờ thầy An, tại chồng thầy An rất là tốt, nhờ thầy An đọc luôn đoạn 2 từ câu 12 tới câu 16, thầy An. Dạ. Phàm những kẻ không luật pháp mà phạm tội cũng sẽ không luật pháp mà hư mất, còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội thì sẽ bị luật pháp đoán xét. Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, bèn là kẻ làm theo luật pháp được xưng công bình vậy. Vả, dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp giải biểu, thì những người ấy dầu không có luật pháp cũng tự nên luật pháp cho mình. Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp giải biểu đã ghi trong lòng họ, chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình, ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ và xét đoán những việc kinh nghiệm của loài người y theo tin lành tôi. Dạ, phải không ạ? Rồi, nha, chúng ta ghi lại cái câu đó, đánh dấu cái câu đó trong Kinh Thánh của mình, để chúng ta đều có, giờ mình nói chuyện đơn giản thôi, nói chung thôi, rất là dễ hiểu làm vậy nè. Nhiều khi mình đang nghe ông Phaolô lý luận này thấy cũng phải hơi hơi nhức đầu, nhưng mà thiệt ra đó, đơn giản lắm các anh chị em.
bây giờ một cái ngã tư đường mà nó không có cái dấu đèn xanh đèn đỏ là không có luật chạy xe chứ gì, không có luật giao thông gì, thì chúng ta muốn chạy sao chúng ta chạy, phải không? Tuy nhiên khi mà cũng là cái ngã tư đường đó mà giờ nó có cái đèn xanh đèn đỏ rồi thì chúng ta phải dừng hay chạy là theo cái luật đó nha. Thành ra nó đơn giản đó là giống như là khi mà giống như những người mà chúng ta ví dụ nhờ nói là ông bà tổ tiên của Việt Nam chúng ta đi, đâu biết Chúa là ai đâu, phải không? Nhưng mà đây cũng nói rất là hay là sao là cái lương tâm của họ đó là trở thành cái luật và họ làm theo cái lương tâm của họ, hay là họ không làm theo cái lương tâm của họ thì là đến ngày đó là Chúa sẽ xét đoán mọi việc, mà gọi là dù là kín dấu không ai biết hết nhưng Chúa biết đó. Thì chúng ta hiểu đơn giản là cũng vậy. Cái câu hỏi ngày hôm nay đó là cái quan trọng đó các anh chị em, là những người đã từng nghe đến Chúa Giêsu thì chắc chắn họ bị xét đoán theo cái họ đã từng nghe. Những người chưa nghe thì sẽ không bị xét đoán theo cái mà họ không biết. Dĩ nhiên rồi, phải không? Cái không biết thì không thể nào kể là có tội được. Chính Chúa Giêsu cũng nói điều đó. Thành ra chúng ta đều biết rằng khi mà chúng ta nắm chắc được cái câu 12 này đó các anh chị em, thì chúng ta không thể nào đi lạc được. Và làm ơn các anh chị em, mình xin chúng ta nắm chắc cái câu này. Tại vì chính trong nhóm chúng ta, trong những người mà đã từng học Kinh Thánh với mình trong biết bao nhiêu lâu nay, bây giờ có những người lại đi qua gọi là cái chỗ khác mà không giảng về Chúa Giêsu là sự cứu rỗi, là sự sau cùng, rồi là Đức Chúa Trời Mẹ, rồi là cái ông gì đó là ở Đại Hàn này kia gì cũng cả bao nhiêu người theo. Là tại sao? Mình không có hiểu. Thực sự là mình không hiểu các anh chị em. Là tại sao mà một cái câu mà đơn giản nhất là như vậy, và các mục sư luôn luôn cần giảng cái câu này đầu tiên cho mọi người biết Chúa, là không có một cái danh nào khác, không có cầu khẩn ai khác. Thì mà chỉ có danh, nhờ danh của Chúa Giêsu, danh duy nhất mà con người được cứu. Dạ. Hôm bữa trước trên cái vòng cầu nguyện toàn cầu của Việt Nam á, dạ, có mấy cô đó hỏi mình một cái câu hỏi, thì họ có một cái chuyện tranh cãi ở giữa vòng, họ có một cái người tín đồ, và cái người tín đồ này có người cha hay người ông gì đó mà qua đời nhưng mà chưa có cầu nguyện tiếp nhận Chúa, cho nên là mấy người này nói như vậy là người ta không được cứu. Nhưng mà cái người mà có người thân qua đời thì cứ khẳng định là thế nào cũng được cứu, là tại vì của tôi rất là tử tế, ba của tôi bao giờ cũng diện thiện, ba của tôi bao giờ cũng yêu thương người khác, cho nên là tôi tin rằng ba tôi được cứu. Cho nên là họ đem ra họ hỏi mình như vậy thì cái người đó có được cứu hay không. Thực ra thì có những người khi tổ tiên của mình đâu có biết Chúa Giêsu, phải không? Thì nãy cô nói follow theo luật của lương tâm, là của lương tâm là Chúa đã đặt ở trong mình một cái khái niệm điều thiện và điều ác để mình, cho nên là Chúa sẽ xét về cái lương tâm. Nhưng mà khi mà chúng ta đã có biết về Chúa Giêsu thì chúng ta phải đặt niềm tin vào nơi Chúa Giêsu. Giống như cô nói là phạm tội là tại vì dựa trên luật. Có nhiều người nói tôi thấy ở nhà tôi không có tội gì, công an chưa từng bắt tôi chưa từng ngồi tù ngày nào, sao tội tôi là tội được, phải không? Tại vì họ nghĩ theo cái tội của xã hội. Nhưng mà khi mà mình nói là trong luật của Chúa, phạm tội là theo cái luật của Chúa. Luật của Chúa là phạm tội từ trong tư tưởng, trong lời nói, trong việc làm, mình không có ai là hoàn hảo hết, cho nên là mình phạm tội. Mà khi mà mình phạm tội như vậy thì giờ là mình phải
và Chúa Giêsu. Nếu mà nói là về lời đạo đức đó, thì thật sự là có những người họ khác đạo mình, họ đạo đức hơn mình. Dạ, đúng. Dạ. Có những người họ sung đạt hơn mình, có dạ. những người họ đạo đức, có những người họ làm việc lành, họ làm rất là tốt. Dạ. Nhưng mà cái vấn đề là sinh hơn mình. Dạ. Không? Nhưng mà những cái điều đó là cái then chốt ở cái chỗ nếu mà họ không có Chúa Giêsu thì không được cứu. Là tại vì tất cả những cái việc lành mà mình gọi là rất tốt, thậm chí là mình nhìn họ mình thấy rất là tốt, thì đối với cái sự thánh khiết công chính của Chúa thì nó là cái áo nhóm mà thôi, nó vẫn không có đủ được cái tiêu chuẩn công chính và thánh khiết của Chúa. Cho nên đó là mình không có đo với nhau bằng cái mức độ về đạo đức của mình, nhưng mà mình đo với nhau là mình biết rằng mình làm không được và mình đặt niềm tin nơi Chúa. Cho nên là mình tiếc cho họ là ở đây nói rằng có thể là họ có nhiều cái tôn giáo khác nhau, và những cái tôn giáo thì cũng chứng tỏ cái chữ đạo của họ, tại vì tôn giáo là cái nỗ lực của con người. Nhưng mà mình là những người mà mình biết rằng con người không thể làm được và mình giao phó cho Chúa. Cái đó là cái khác biệt của cái liên lạc với Chúa và cái tôn giáo của thế gian này. Cho nên nói là cái bài học này như cô Hạnh nói, chúng ta thấy cái chữ nhân danh được nhấn tới nhấn luôn. Cũng từ đầu tiên cái đoạn 3 mà Peter nói rằng chúng tôi không có gì hết, nhưng mà nhân danh trong cái danh đó, rồi tới khi những người này bắt nhốt thì hỏi rằng quyền phép ở đâu, danh nào, như vậy là chính họ cũng phải công nhận rằng có cái quyền năng ở trong cái danh của Chúa. Dạ. Tại họ hỏi là quyền phép ở đâu, danh nào vậy, không? Mà làm được chuyện này. Họ dạ. thấy rõ ràng là có quyền năng, có quyền phép ở trong danh của Chúa. Không? Cho nên là cái cơ hội để ông Pierre nói rằng đó chính là danh Đức Chúa Giêsu. Dạ. Mà ở đây là chúng ta cũng thấy lại cô Hạnh có nói, nhiều lúc mình giảng những điều người ta muốn nghe, nhưng mà còn cái điều người ta cần nghe mình không dám giảng, tại vì mình không muốn khác biệt. Thực ra đó là khác hơn các đạo khác đó, là Chúa mình sống lại. Bây giờ họ có nói là giáo chủ giỏi cách mấy, họ nói là ô chùa này còn giữ bộ râu, giữ xương, giữ tốt, giữ mắt gì đó. Nhưng mà cái đó là một cái lời công bố rằng có nghĩa là giáo chủ của anh chết. Còn chúng tôi chỉ có ngôi mộ trống, tức là Chúa chúng tôi là đắc thắng sự chết. Thì Chúa đắc thắng sự chết mới dám nói rằng ban cho chúng tôi sự sống. Và một người bản thân họ chết thì làm sao đó là hứa là ban cho những môn đệ họ sự sống. Cái đó nó không có hợp lý. Cho nên là cái câu 12 và nói là cái câu rất là then chốt. Ở dưới đất này không có danh nào khác mà có thể ta được cứu cả, chỉ có trong danh Chúa Giêsu. Dạ, amen. Cảm ơn Chúa. Bây giờ cũng đến cái giờ chúng ta phải dừng bài học đây để nhóm chuẩn bị cho cái phiên nhóm. Nhưng mà mình rất là tạ ơn Chúa. Chúng ta đều ngồi ở đây, phải không? Chúng ta lắng nghe lời Chúa, và mình cũng hy vọng nếu các anh chị em nào sau này có dịp nghe lại cũng nghe được những cái sự trao đổi của chúng ta để biết hơn về lẽ đạo của Chúa, lẽ đạo chân chính của Chúa chúng ta. Mình tạ ơn Chúa về cái thời gian này. Và xin nhờ Thầy An dâng lời cầu nguyện để chúng ta coi như chúng ta đóng lại cái phần học ngày kiến thánh ngày hôm nay ạ. Tiếp là thời gian ít quá. Dạ, tuần sau với Thầy An. Dạ. Dạ. Không sao Thầy An. Lớn dạ, mình cứ mỗi ngày mình đi từ từ. Dạ. Dạ. Con lấy tiếng gọi khen ban ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Linh đến và chúng con thất thầm nhung chạy phương phục và làm theo những cái sự dạy dỗ quý báu của Ngài. Chúng em qua bài học hôm nay, chúng con cũng hiểu được và thấy rõ được trên thế gian này ngoài danh Chúa Giêsu ra không có danh nào đáng để chúng ta phải nương chạy vào, phải tin vào, vì chỉ có danh Chúa Giêsu là cái danh của sự cứu rỗi mà thôi, cái danh của tình yêu thương mà thôi. Chúa ơi, xin Ngài cho mỗi ngày chúng con có điều kiện học hỏi lời của Ngài để chúng con hiểu biết một cách sâu nhiệm hơn lời của Ngài. Xin thân lẽ thật của Ngài là Đức Thánh Linh để tỏ bài lẽ thật của Chúa, để qua đó mà chúng con hiểu cách thấu đáo
và chúng con làm theo để được hưởng phước cả đời này và cả đời sau nữa. Chúng con không cậy vào sức riêng của chúng con, chúng con không cậy vào cái đạo đức riêng của chúng con, vì đó là những thứ đó là những thứ áo nhớp cái trước mặt của Đức Chúa Trời mà thôi. Xin Chúa cho chúng con có bông trái của Thánh Linh để chúng con sống và làm theo sự bông trái của Thánh Linh đã ban cho chúng con cảm tạ Chúa nhiều lắm. Xin Chúa cũng chúc phước cho thời giờ còn lại được đầy ơn của Ngài. Xin Chúa cũng chúc phước cho người chia sẻ, người giảng cũng như người nghe được đầy ơn của Chúa. Chúng con giao phó thời giờ và mọi người trong cái tay yêu thương của Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.